Thưa quý vị, qua phản ánh của ống kính phóng viên trong chương trình thời sự ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu về tình trạng một số người dân sử dụng hành lang bờ kè sông Bạc Liêu để phơi quần áo và các vật dụng không còn sử dụng gây mất mỹ quan thành phố, Thành ủy Bạc Liêu đã có công văn gửi đến Đảng ủy phường 2, phường 3 và phường 5 yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xử lý việc sử dụng bờ kè không đúng quy định. Cụ thể, Đảng ủy phường 2, phường 3 và phường 5 chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường kiểm tra và xử lý các trường hợp trên, tạo vẻ thông thoáng sạch đẹp cho bờ kè sông Bạc Liêu. Đây là động thái kịp thời của Thành ủy Bạc Liêu trong việc chấn chỉnh xử lý các trường hợp vi phạm làm mất mỹ quan đô thị. Thành phố Bạc Liêu là trung tâm văn hóa, xã hội và kinh tế của tỉnh, là nơi thu hút khách du lịch đến với Bạc Liêu. Do đó, việc giữ cho bộ mặt thành phố luôn sáng, xanh, sạch đẹp không chỉ là trách nhiệm của chính quyền địa phương mà còn cần ý thức của mỗi người dân.